Đừng té đấy. Đọc dưới là bị đòn đó nha. Chào cả nhà đã đến với kênh Phạm Tâm Channel. Tình hình là có một chú cún xách nước cho chủ khi đi xịt thuốc ruộng nha cả nhà. Bé ấy cưng lắm, cũng được người cô chia sẻ với dân mục, nên mình chia sẻ cho cả nhà cùng xem mấy máy xách nước như thế nào ha. Mày gặp như lắm luôn. Đây. Tiêm ra ngoài này làm chung gà phủ coi. Đã đi dưới. Từ từ. Hả? Thùng chưa hết nước, đi đâu lại cầm đồ theo là được. Từ từ. Chạy đâu mà dữ vậy? Từ từ đi về. Bla bla. Lại đi chứ coi. Ra. Thở xuống sau dừng ơi. Đó. Đừng té đấy. Đọc dưới là bị đòn đó nha. Mệt quá. Thấy nhà được không? Hả? À, không dễ gì. À, không trên bờ không mà, không có lội xuống. À, đi vòng vòng chơi đã vô trong này nè. Vô này nè hai. Trời ơi nhóc chơi này vô đó hai. Đi đây nè, có lưới đây nào. Ra. Chó ngoan nghe lời thì đã thấy nhiều, nhưng toàn thấy ở nơi khác hả. Cậu cún này thì ở Vĩnh Long nghe các bạn. Một việc nhỏ xíu xiu nhưng rất ít những chú chó khác làm được. Cả nhà mạnh tay chia sẻ thật nhiều, ủng hộ mình, ủng hộ nhiệt tình vào. Mình có động lực mình sẽ thăm chú chó này một chuyến. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ha.